không khí của chúng ta nóng lên theo hướng cả cái đèn lên cái bóng thưa quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị đến với phần thi cuối cùng cho các thí sinh ngày hôm nay. Sau đó thì 34 gương mặt thì chúng ta sẽ chọn ra top 20 thí sinh xuất sắc nhất để một lần nữa những thí sinh này có thể trình diễn lại bộ trang phục sợ hồng của mình lên sân khấu. Và sau đó giám khảo lại tiếp tục chọn ra top 10 thí sinh xuất sắc nhất. Và 10 thí sinh này sẽ dùng hết tất cả những tài năng mà mình đang có, phô diễn kỹ năng của mình trên sân khấu này để chọn ra top 5 thí sinh xuất sắc nhất và sẽ bước vào với phần thi ứng xử. Và tôi tin chắc rằng cái phần thi ứng xử của các thí sinh nhí của chúng ta sẽ là những câu hỏi hết sức là ngây ngô, dễ thương và ngộ nghĩnh. Và đó là một phần mà tất cả chúng ta sẽ cùng đón chờ. Và ngay lúc này đây, trước khi chúng ta cùng đến với phần thi cuối cùng, phần thi dạ hội, thì cho phép Thành xin được phỏng vấn một số thành viên trong ban giám khảo. Rồi, tiến lại gần với Hoa hậu Trúc Vũ đúng không ạ? Khi mà đến với cuộc thi siêu vô ý năm 2018 thì không biết rằng với cái tâm thế và cái mong muốn của mình, những thí sinh trong cuộc thi này, không biết là chị Hoa hậu Trúc Vũ chị có đặt cho mình những tiêu chí để tìm kiếm những khuôn mặt riêng nhất định không? Hay là đến đây chúng ta mới tìm kiếm được những nhân tố mới và chị tiếp thêm sự lựa chọn cho mình vào đó? Xin mời chị. Chào tới tất cả các vị đại biểu, các phụ huynh cũng như tất cả các con đang tham gia cuộc thi Người Mẫu Nhí Mẹ Việt Nam ngày hôm nay. Hôm nay trước khi mà trả lời câu hỏi của MC thì cô muốn dành một lời khen ngợi dành cho tất cả các bạn mẫu nhí của chúng ta ngày hôm nay. Các con đã có sự chuẩn bị rất là kỹ càng về trang phục cũng như là tập luyện rất là chăm chỉ để có những một cái màn biểu diễn rất là mãn nhãn như ngày hôm nay. Xin chúc mừng tất cả các con. Và để nói về tiêu chí thì đối với trẻ con và đặc biệt đối với bộ môn mẫu nhí thì chúng ta sẽ không có một cái tiêu chí nào quá khắt khe của các con, mà khi các con biểu diễn các con sẽ bộc lộ hết tất cả những tài năng của mình cũng như tất cả những cái thần thái mà các con muốn thể hiện trên sân khấu. Thì đó chúng ta sẽ có sự so sánh cũng như là chọn lọc người, chọn ra được người xuất sắc nhất. Và hôm nay rất là vui khi được làm giám khảo thành công các lần lượt cho chương trình, và chúng tôi cũng hy vọng là sẽ tìm ra được gương mặt xuất sắc nhất và tình đáng nhất để đạt được ngôi vị cao quý này. Và xin chúc cho các giám khảo ngày một thành công hơn nữa trong tất cả các sự của mình cũng như trong tất cả cái vai trò của người tổ chức. Xin cảm ơn câu trả lời vừa rồi của Hoa hậu Trúc Vũ. Vâng, và thưa quý vị, cho phép Thành xin được trò chuyện với vị ban giám khảo khác. Chắc hẳn rằng trong hẳn mỗi chúng ta qua hai phần thi vừa rồi và bây giờ chúng ta đến với phần thi quan trọng nhất, thì tất cả quý vị ban giám khảo, những thành viên trong ban giám khảo, những vị ban giám khảo của chúng ta đã có những lựa chọn và chắc chắn đã dành cảm tình riêng và những đánh giá theo tiêu chí riêng của cá nhân của mỗi giám khảo nhất định về một thí sinh. Và lúc này cho phép Hoàng Thành xin được hỏi Hoa hậu Hạnh Vy. Vâng, thưa chị, chỉ cần nhanh thôi, chị hãy cho tất cả quý vị ở đây biết là thí sinh mà chị ấn tượng nhất sau hai phần thi vừa rồi là thí sinh số danh bao nhiêu. Dự thi thì thực sự là các con đã rất là tự tin và cô rất là vui, bởi vì là các con đã diễn ở trên sàn các gót này, mà các cô đến tận năm vừa rồi là năm 30 mấy tuổi mới dám bước lên trên sàn các gót ạ. Và các con rất là tự tin, và tất cả các con hôm nay đều là người chiến thắng. Cô đặc biệt ấn tượng với cả hai bạn, bạn đầu tiên là bạn Nguyễn Hà Anh và bạn thứ hai là Lê Trần Việt Khôi. Vâng, xin cảm ơn câu trả lời của Hoa hậu Hạnh Vy và xin chúc mừng bạn Nguyễn Hà Anh và bạn Lê Trần Việt Khôi. Các bạn đã nhận được những tình cảm nhất định từ vị giám khảo của chúng tôi, Hoa hậu Hạnh Vy.